Con ăn vô sữa không cậu? À. Bả điện, ngon bả không? Con thứ bà sáu. Ý tôi bả điện. Không biết có điện không biết nha. Không tỉnh tỉnh điều đang tỉnh tỉnh mới điện. Mất lậu cái này nữa rồi. Quê cả nhà thấy an vậy không? Để chỗ nào đây chưa biết. Yeah, kêu. Xung quanh là cảnh vườn tược nè. Đây rất là nhiều mít nè. À. Thì có vú sữa á. Rồi rau mát. À, cả nhà biết cái hoa này hoa gì không? Đó, bông này là bông nhãn nha. Đó. Thì nhãn nó sắp tới mùa nó rồi nên ở đây chỗ hoa rất là nhiều. Ờ, mấy cậu đang xây cái nóc để ngày mai mình lợp. Không nghe, kéo cái. Dạ cây ớt. Đây ớt hiểm. Ai cũng ăn xoài không? Về quê mà ăn xoài nha. Quá trời xoài luôn. Vé Tú Tửng giỏi không? Vinh trà đá cho cả nhà đi. Đó. Bé Tú Tửng đây, bé Tú Tửng giờ kinh trà đá cho mọi người đây uống nước đây. Còn bé Nhung này, bé Nhung đem trà đây. Rồi bé Vi đây, bé Vi nghỉ học, bỏ Sài Gòn về quê sống luôn. Thì ở đây đang xây một cái chòi lúc nãy em có giới thiệu đó. Thì xung quanh đây cây trái quê em rất là nhiều nè. Thấy nhờ về quê yên bình không? Đó, bên đây là ổi nè, ổi vườn người ta. Đó. Con đường quê đây không, đúng rồi. Cán xi măng rồi đi rất là sạch sẽ. Thì xung quanh nhà trồng rất là nhiều bông bụp nè. Đó, xoài, cây trái quá trời luôn, quá trời nhiều luôn. Trước em có một con chó kìa đó. Chó. Hoa ở đây cũng rất là nhiều. Trồng rất là nhiều hoa. Đó, bụng bụp. Đó, phía trước đây em là nhà của dì Năm em đấy. Thì em sẽ dẫn cả nhà qua cái resort cả nhà xem nha. Đây. Thì cái resort này thì mấy cậu đang làm. Thì ngày mai nó sẽ được lập lá. Đó, nhìn đẹp chưa nha. Đó, mấy cậu đang làm đây. Làm resort mà mất hết mấy chục ký vú sữa hả dì Năm ơi? Cậu ba mình đang với Dương Năm đang đóng phần trên. Còn phía bên đó là ba mình. Ba mình đang câu điện để cưa dán để bắt mấy kẹo lên. Cái này cái da non. Cái này là mà thấp phải không? Nó vậy đẹp đó. Hả? Nó cần cao. Đúng rồi, làm thấp đó rồi cảm thấy đó. Nó ấm cúng hơn, nó đỡ gió. Đây đó, đủ rồi đó. Còn cái cây này ha. Cái này thêm một tay đi. Đây ha. Ừ. Trước em rồi đó, cả nhà em đang xây cái resort đó, đó. Đó cái resort em thì đó, mấy cậu mới vừa đang làm này lúa ra hai cây xu này lại đụng vô kẹo. Cây nào đụng cũng được chứ. Rồi. Cây chút nơi sao? Rồi. Cắt đầu còn đầu chụm củi. Thời chiến. À, biết cách mà rất là nhanh nha. Đó, rất là sạch nè. Nhìn cô lương nè nó. Con này quá trời to luôn. Đây là sẽ bằng chín bóp ra ngược, bỏ hột, bỏ xác, lấy nước. Ở miền Tây bần rất là nhiều nha cả nhà. Thì ngoài sông á hay có những cây bần cặp bờ sông để lấy đất á. Thì bần tới mùa chín thì miền Tây người ta hay sử dụng bần để nấu canh chua hay là lẩu chua từ bần.
tí Dương Nam em người cạnh nghề Dương Nam sẽ làm cái món canh chua đậu bần cho cả nhà xem nha. Rất là non nha, bắp muối này xịn lắm. Chú sếp thì cả nhà nhớ là bắp chuối khi làm nhớ nặng tắc hoặc chanh vô, có chất chua để nó không có bị mủ nó ra, nó không bị đen. Nếu mình không để chanh vô nó sẽ bị đen á. Cái thao biết cả nhà biết em đi đâu không? Thì em sẽ ra vườn em hái đậu bắp. Thì đậu bắp nhà trồng luôn. Thì ngoài bắp chuối lúc nãy thì có thêm đậu bắp nữa. Ở ngoài vườn nè, sen nó nở nè. Bởi vì vườn năm mới dọn ra mát lên nè, để cho nó chống thả cá vô á. Sầu riêng cũng đang trồng đây. Này, cả nhà thấy đậu bắp không? Đây rất là nhiều đậu bắp luôn. Đậu bắp này không có phân thuốc, cây rất là tốt nhưng mà đây đậu bắp nè, mình dùng con dao mình cắt nè. Cái thành quả nãy giờ em hái đây thì hôm nay mình trồng ở nhà ăn thôi, nên vừa thu hoạch tay cây này cũng mấy cây này cũng dưa đây, trong giai đoạn lớn nên trái nó cũng chưa nhiều. Thì trái chiến nè, trái này ăn rất là ngon nha, rất là non luôn. Cái nhìn thấy hấp dẫn chưa, nhiêu này là mình đủ làm cái nồi lẩu canh chua rồi. Rồi giờ mình đem vô mình rửa và mình nấu lẩu. Phía đây Dương Nam đang bằng con cá lóc. Dạ cá lăng hả? Rửa nướng chui. À đây con thêm một món cá lóc nướng chui nữa. Phía trước là Dương Nam em đang lấy củi để nướng mấy con cá lóc. Thì cá lóc nướng chui này là cái món đặc sản ở miền Tây. Thì cá lóc là cá lóc đồng, Dương Nam bắt ở vườn, vườn sau nhà phía sau nè đó. Thì buổi chiều ở miền Tây rất là mát, lúc này nước có lại rồi nên nước xông vô những cái mương vườn nhà rất là lớn đây. Cả nhà thấy cảnh quê không? Đốt lửa, nước xông lớn, những cây cầu qua lại, gà đi về nhà thì nhìn rất là giản dị và rất là miền Tây. Cá lóc nướng á, cá lóc đồng nó rất là thơm nha, nghe là cái mùi thơm cá nướng rồi, thơm lắm luôn cả nhà. Thì cá này, cá đồng ở miền Tây này, ở đây được 6 con to, một con nhỏ. Thì nướng lửa than này rất là ngon. Rồi, hấp dẫn chưa? Những cái nguyên liệu làm lẩu bần hôm nay gồm có lươn nè, lươn này khoảng 4kg lươn nha, lươn xịn không à, lươn đồng, cây chuối, bắp chuối và đây là đậu bắp. Đây là cái nồi nước bần lúc nãy. Nước bần này nè. Con lươn nè, Dương Nam chiên sơ qua để cho nó thử tanh đó. Lươn đồng không nè, đó. Những con lươn sau khi chiên này, đó, nhìn này cả nhà. Ồ, hấp dẫn chưa? Thì cái lẩu bần này nếu ăn đúng luôn là rất là ngon. Trời ơi. Chứ mình chơi cho mình bỏ túi lần về. Chơi vậy con, chơi đâu? Chơi vậy chơi ai trời? Ngủ à. Ba thấy cái gì đâu đó. Cái chơi nè. Cái ly á. Đây nè. Nghĩ sao đũa mà ông chụp thiệt tình luôn. Ngủ luôn. Ngủ nắng á về bưng cao đó. Hôm qua rồi luôn rồi. Ngủ luôn. Đi nào. Mời cả nhà. Đây chiếc đũa đó, hai chiếc thôi. Còn đó có vô làm người có chiếc nữa. Giờ mình chiều lấy gai ông kia. Lên găm về ly rượu đế. Rồi. Đội nữa. Thì mời cả nhà dùng bữa với gia đình em. Chuyện năm làm cái tiệc. Dạ. Cây quê tôi là ăn đơn giản à, cá lóc đồng nãy giờ tính bẻ mà lươn con ăn cho mấy lớn nhà mới ăn chứ con nhỏ đâu ăn làm gì đó. Trời ơi lớn nè. Vô vô rồi về cùi đấy cái nào nữa vậy rồi. Thì tiệc đây có hai mâm, một mâm mấy cậu mấy dượng người lớn, còn mâm mấy đứa cháu.